những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Hôn nhân chính là quy luật của tự nhiên để phục vụ mục đích duy trì nòi giống, không chỉ trên phương diện vật chất mà còn trên phương diện tinh thần, trí tuệ và tâm linh. Nếu không ghi nhớ được mục tiêu cao nhất của hôn nhân, cả cặp vợ chồng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự. Những hành vi tiêu cực như chán nhau, thiếu quan tâm, quan hệ tình dục quá đà, nghi ngờ hoặc sỉ nhục lẫn nhau, tranh cãi trước mặt con cái hay khách khứa, khó chịu và xả hết vấn đề và bực dọc lên người bạn đời của mình, vân vân, cần phải được loại trừ triệt để. Hãy nhớ, hôn nhân đích thực là một phòng thí nghiệm, nơi mà những chất độc như tình ích kỷ, nóng nảy và hành vi xấu cần phải được đổ vào trong ống thí nghiệm chứa sự nhẫn nại và được bình thường hóa bằng sức mạnh của tình yêu và những hành vi tốt không mệt mỏi. Người ta hay nói rằng người đàn ông chỉ còn yêu khi chưa hiểu hết người phụ nữ. Có một người vợ nhận thấy sự thay đổi của chồng mình và hỏi: "Anh à, tại sao trước khi cưới nhau thì anh mua quà, mua hoa và quan tâm đến em, nhưng sau khi cưới thì không còn tặng em cái gì nữa cả?" Người chồng miệng ngậm xì gà, lạnh lùng nhìn người vợ và đáp: "Tại sao ư? Em phải biết chứ. Em có thấy thằng nào điên đến mức câu cá xong rồi vẫn còn lấy mồi cho cá ăn không?" Trường hợp trên là ví dụ cho một triết lý rẻ tiền. Khi mà người chồng đã tạt nước lạnh vào nỗ lực hâm nóng tình yêu của người vợ, và ngược lại, người vợ thiếu tinh tế đã khiến chồng thất vọng. Sự chân thành thể hiện qua việc nhớ được ngày sinh nhật của nhau và những ngày quan trọng khác, đồng thời làm sống lại những kỷ niệm xưa bằng sự quan tâm, cần phải được duy trì trong cả cuộc đời. Một bông hoa nhỏ tặng với tình yêu thương hay một lời nói đi kèm sự quan tâm có thể giúp hàn gắn những vết thương cũ. Hãy hành xử bằng tất cả trái tim, sự tử tế của mình trước vợ, chồng và con cái của bạn. Luyện tập cách cư xử tử tế trong gia đình và bạn sẽ chiếm được tình yêu của tất cả mọi người bằng năng lượng tử tế toát ra từ bên trong. Thói ghen tuông trong cuộc sống gia đình. Ghen tuông là một điều cực kỳ nguy hiểm trong đời sống hôn nhân. Nếu bạn chưa cưới, nhưng đừng lấy một người có dấu hiệu sẽ ghen kinh khủng. Đặc biệt đừng lấy một người hay ghen nếu bạn làm nghề bác sĩ, luật sư, chuyên gia tư vấn hay những ngành nghề liên quan đến cộng đồng. Một người vợ chồng có tính ghen tuông sẽ suốt ngày chỉ tưởng tượng đến việc bị lừa dối thay vì quan tâm đến sự nghiệp của bạn hoặc tình trạng tâm lý của bạn. Ghen tuông chính là tự ái, nó sẽ ăn dần ăn mòn mọi gốc rễ của tình yêu thực sự. Cho dù bạn đang ghen, đừng thể hiện ra ngoài. Nếu người vợ hoặc người chồng ghen một cách hợp lý để bảo vệ bạn đời của mình không rơi vào bẫy tình của người khác thì không vấn đề gì. Nhưng nếu cơn ghen khiến bạn mất kiểm soát và biến bạn thành một con quỷ giận dữ thì bạn phải tìm cách hóa giải nó đi, vì đây chính là một trong những đặc tính xấu xa của quỷ Satan. Nếu bạn ghen vì vợ chồng của mình thỉnh thoảng lại đi tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ những người khác, hãy tìm cách nhắc khéo trước. Nếu cô ấy, anh ấy vẫn không nghe, đừng nói thêm gì nữa, đừng ghen, giận dữ hay đòi hỏi gì nữa. Mọi người đều có quyền tự do, dù đó là phạm sai lầm. Nhưng nếu bạn vẫn nghĩ người kia là điểm tựa xứng đáng của đời mình, hãy hành xử tốt nhất có thể, hành thiền nhiều hơn, tỏ ra tử tế hơn, vui vẻ hơn, tha thứ hơn, chấp nhận hơn và từ bi đối với họ.
Đừng dùng vũ lực để có được sự chú ý. Ngược lại, hãy sử dụng lực hút tâm linh bằng việc yêu thương nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Cho dù tình yêu của bạn bị từ chối, cũng đừng tỏ ra bất lịch sự. Trả thù người kia bằng sự tử tế. Hãy để họ bỏ bạn ra đi nếu đó là điều cần thiết trong bình an. Thà để sau này người ta hối tiếc vì quyết định này, còn hơn là khiến đối phương bỏ chạy khỏi sự cằn nhằn ghen tuông của bạn như một loài bệnh dịch. Các cặp đôi đã từng cho là mình yêu nhau thì đừng bao giờ làm tổn thương nhau, trở mặt ghét nhau chỉ vì ghen. Nếu thí nghiệm tình yêu của bạn trong đời sống hôn nhân không thành công như mong đợi, hãy cho nhau một lời tạm biệt êm đẹp, bình an, đúng với tinh thần trong những đứa con trí tuệ của đấng tạo hóa. Trong trường hợp đối phương không thể nào hết ghen, dù bạn đã cố gắng chân thành, tin tưởng, tử tế và yêu thương nhiều hơn, điều nên làm là chia tay trong sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Hãy nói với nhau rằng chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng thử nghiệm này không thành công. Vậy tốt nhất là dừng lại. Ghen tuông không bao giờ là thuốc để chữa ghen tuông. Tình yêu mới là liều thuốc thực sự dành cho lối suy nghĩ tiêu cực này. Nếu có thể nhìn thấy sự mệt mỏi, khó chịu với những hành động ghen tuông mà người khác mang lại bằng mọi giá, hãy tránh xa cái lớp áo xấu xí này. Tình yêu vô ngã. Khi hòa mình được với bản nguyên, bạn còn không nhận thức được bản ngã của mình nữa. Bạn chỉ thấu hiểu sự thật rằng những con sóng của cuộc đời sẽ không thể nào tồn tại và nhảy múa mà không có đại dương. Nếu bạn trở nên quá dính mắc vào những điều xảy ra trong cuộc đời, bạn sẽ quên mất đấng tạo hóa. Và đây cũng là lý do chúng ta đánh mất mọi thứ, không phải là do bị trừng phạt, mà là để chúng ta nhận ra rằng mình vẫn còn yêu thích những điều vụn vặt, không bền vững, thay vì hướng đến bản nguyên, đến chân lý. Để có thể phát triển trên con đường tâm linh, bạn cần phải đi theo tinh thần bất diệt của Chúa Giê-xu. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải được rửa tội để trở thành Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, tất cả những nhu cầu khao khát vô bổ thì cần phải được gột rửa. Dưới góc độ nào đó, nhiều người chỉ chờ đón đặc ân của đấng tạo hóa, nhưng những người thông minh thì quyết định tìm cho ra đấng tạo hóa, vì chính người sẽ ban phước tất cả các loài đặc ân trên đời. Bạn có thể thử cố gắng làm hài lòng người khác, nhưng chẳng mấy chốc người ta sẽ quên mất bạn. Thậm chí có người sẽ tạc tường để ghi nhớ công lao của bạn, nhưng rồi thì cũng chỉ có vài người nhìn vào bức tường và ghi nhớ những điều tốt đẹp bạn đã làm mà thôi. Tương tác với xã hội vẫn cần được duy trì và phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải quen biết tất cả mọi người. Bạn chỉ cần mở rộng cánh cửa trái tim cho cả thế giới, ý thức vũ trụ ôm lấy tất cả mọi thứ trong tình yêu thương rộng lớn. Ý thức này được sinh ra trong cơ thể của Chúa Giê-xu và đồng thời trong cơ thể của những vị thánh nhân khác. Cho đến khi bạn đạt được đến tầng ý thức đó, hãy đừng phán xét bất kỳ ai. Đến khi đạt được đến mức độ hoàn hảo về ý thức rồi, sự phán xét của bạn sẽ luôn luôn từ tâm, nhẹ nhàng và đúng đắn. Tiếng gọi của tình bạn, đấng tạo hóa tồn tại trong từng nhịp thở của vạn vật. Chúng ta có thể là người Mỹ hay người dân của một quốc gia nào đó chỉ trong vài chục năm, nhưng lại mãi mãi là con của tạo hóa. Tâm hồn của mỗi người không thể bị giới hạn trong những rào cản vật chất, lý tính do tư duy con người định hình ra. Quốc tịch đích thực là tâm hồn
là linh. Quốc tịch đích thực của tâm hồn là linh thánh. Quốc gia đích thực của chúng ta là sự toàn năng. Đầu tiên hãy yêu gia đình như yêu chính bạn. Lực đẩy mạnh mẽ nhất trong mỗi người luôn là nhu cầu yêu thương chỉ riêng bản thân mình. Nhưng ngay khi bạn có thể yêu ai đó tương đương hoặc thậm chí là hơn cả bản thân, bạn đã đạt đến một tầng phát triển nhất định về tâm linh. Bạn càng yêu mình nhiều hơn, yêu người khác bao nhiêu, bạn càng tự kiềm chặt mình trong cái bản ngã nhỏ bé bấy nhiêu. Nếu bạn thực sự muốn tiến bộ, bạn cần phải trải qua 3 giai đoạn. Phải yêu thương gia đình nhiều hơn chính mình, yêu thương dân tộc như chính gia đình bạn. Và cuối cùng, yêu cả thế giới như yêu đất nước bạn. Bằng việc thành thực với bản thân mình và chân thật với người khác, bạn sẽ có được tình bạn của đấng tạo hóa. Nếu bạn không thân thiện với mọi người, bạn đã đi ngược lại quy luật vĩnh hằng trên con đường phát triển bản thân. Con đường giúp linh hồn bạn có thể hòa nhập vào linh thánh. Bất kỳ ai thất bại trong việc truyền cảm hứng, giúp người khác có thể tự tin, sẽ không thể mở rộng trái tim và sự thân thiện của mình đến những tâm hồn khác, không thể nào phát triển ý thức của mình đến tầng ý thức vũ trụ. Tình bạn đích thực gắn kết tâm hồn bền chặt, đến độ lúc này tâm hồn của những người bạn có thể phản ánh được sự hòa hợp của linh thánh cùng với những phẩm chất tuyệt vời đi kèm. Khi tình bạn vĩ đại này ngự trị trong trái tim bạn, tâm hồn của bạn sẽ hòa làm một với tâm hồn vũ trụ bao la, bỏ lại đằng sau những rào cản vật chất thông thường vốn đang chia tách tạo hóa và những đứa con của người. Phương pháp thiền mở rộng tình yêu thương. Hãy tự nhủ rằng mảnh đất của tình yêu trong tôi cần được mở rộng. Bấy lâu nay tôi chỉ biết yêu thương cơ thể của mình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và từ đó tôi đồng hóa mình với cơ thể này, bị giới hạn sức mạnh trong cơ thể này. Với tình yêu mà tôi dành cho cơ thể mình, tôi nguyện sẽ yêu thương tất cả những người yêu thương tôi. Với tình yêu đã được mở rộng cho những người yêu thương tôi nguyện sẽ yêu thương tất cả những người thân của mình. Với tình yêu dành cho chính mình và những người thân, tôi nguyện sẽ yêu thương cả những người xa lạ. Tôi nguyện sẽ dành hết tình yêu của mình để yêu thương những người chưa có cảm tình với tôi, cũng như những người quan tâm đến tôi. Tôi nguyện sẽ ôm lấy tất cả trong tình yêu thương vô ngã của mình. Trong dòng chảy tình yêu của tôi, những thành viên trong gia đình tôi, những người dân trong đất nước tôi, tất cả mọi dân tộc và tất cả mọi chúng sinh đều được ôm ấp. Tất cả mọi tạo vật hay sinh vật đều sẽ được nhảy múa trong dòng chảy đầy yêu thương này. Chương 4: Hôn nhân, tâm linh và đời sống gia đình. Kiến tạo một cuộc hôn nhân tâm linh. Chọn bạn đời cho mình như thế nào? Khi lựa chọn người bạn đời cho bản thân, bạn phải hiểu rõ những động lực đang ảnh hưởng đến bạn. Chúng ta thường bị cuốn theo những sự ảnh hưởng của các yếu tố sau: sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài, sức hấp dẫn từ khiếu thẩm mỹ, sự đồng điệu trong suy nghĩ, sự tương đồng trong nghề nghiệp, những giá trị đạo đức chung, suy nghĩ giống nhau về lý tưởng, rung động cảm xúc, lòng tham vật chất, thu hút bởi địa vị xã hội, tiếng gọi của tâm hồn. Có nhiều cặp vợ chồng trẻ lấy nhau vì họ có những điểm tương đồng trong lối suy nghĩ, thói quen. Sự tương đồng trong suy nghĩ là yếu tố quan trọng để lựa chọn người bạn đời phù hợp, nhưng không phải là tất cả.
những suy nghĩ giống nhau sẽ dần dần phai nhạt nếu hai người không có sự kết nối từ sâu bên trong. Một chàng trai trẻ nói rằng: "Tôi thích cô ấy vì cô ấy mê xem bóng đá như tôi. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy cũng thích thuốc lá, rượu và ẩm thực giống tôi. Tôi yêu cô ấy vì cô cũng mê phim và đọc sách trinh thám như tôi." Một anh khác lại phát biểu: "Tôi yêu cô ấy vì cô ấy thích nghe nhạc, đọc thơ và kinh doanh. Và tôi cũng vậy." Nhiều cặp đôi đi đến hôn nhân vì họ có yêu thích cùng nghề nghiệp nào đó. Một anh nói: "Tôi là diễn viên điện ảnh, tôi yêu cô ấy vì cô cũng là diễn viên." Trong thời đại hiện nay, việc có một người bạn đời quan tâm chia sẻ được những bước tiến trong sự nghiệp kinh doanh của mình là một điều cực kỳ quan trọng. Bác sĩ và luật sư thì không nên cưới những người hay ghen, vì nếu thế họ suốt ngày ghen với bệnh nhân và khách hàng của bạn đời. Đàn ông thông minh không nên cưới phụ nữ sắc sảo, vì kiểu gì rồi cũng dẫn đến cãi nhau. Những người đàn ông như vậy thường cảm thấy ghen tị khi nhận ra người bạn đời của mình vượt trội, giỏi giang hơn. Nhiều người đàn ông lại thích có vợ trẻ, đẹp, vâng lời và hơi kiêu kỳ một chút. Những cặp vợ chồng trẻ cưới nhau vì vẻ bề ngoài, sự hấp dẫn hình thể thường sớm đi đến chia tay. Vẻ đẹp hình thể nếu không được hỗ trợ bởi những phẩm chất tốt bên trong tâm hồn rất dễ bị phai nhạt đi. Sau khi đam mê cả đẹp bên ngoài được thỏa mãn, những gương mặt đẹp nhất cũng dần trở nên xấu xí hơn trong mắt người nhìn. Con người thường có những gì mình không muốn và muốn những gì mình không có. Tất nhiên, vai trò của cái đẹp trong cuộc sống là điều không thể phủ nhận, nhưng vẻ đẹp tâm hồn luôn có giá trị cao hơn vẻ đẹp hình thể. Tâm hồn được khoác lên lớp áo trong sáng của ngôn từ nhẹ nhàng, trang điểm bằng trí tuệ bên trong và được tô vẽ với tình yêu thương vững vàng, vô điều kiện sẽ là nền tảng vững chắc cho một cuộc hôn nhân lâu bền, hạnh phúc. Đừng cưới vì tiền hay địa vị xã hội. Nhiều chàng trai thích cưới những quả phụ giàu có và nhiều cô gái lại thích chọn đại gia làm chồng. Những hôn nhân vì mục đích tiền bạc sẽ không bao giờ kéo dài và thường kết thúc bằng một câu kiểu như: "Anh, cô cưới tôi chỉ vì tiền." Nếu thực sự yêu tiền, hãy lao vào kinh doanh và kiếm tiền. Đừng bao giờ cố gắng đánh đổi hôn nhân của mình lấy sự giàu có. Nếu một chàng trai lấy vợ vì tiền của cô ta, sự cười nhạo sẽ đi theo anh ấy cả đời. Và một cô vợ khác lại kể: "Tôi cưới một anh chồng giàu có, tưởng là tốt đẹp, nhưng hóa lại kinh khủng. Anh ta đánh tôi mỗi khi tôi tiêu tiền dù chỉ để mua nhu yếu phẩm." Lại có nhiều cặp đôi đến với nhau vì địa vị xã hội. Sự thật là đừng cố gắng dùng hôn nhân làm bậc thang thăng tiến của bạn. Kiếm ra tiền, gặt hái danh vọng bằng việc phát triển năng lực của bản thân và bạn sẽ tự động thu hút sự chú ý từ xã hội. Đừng cố làm mình nổi tiếng nhờ ánh hào quang của kẻ khác. Đừng cưới vì những cảm xúc bốc đồng. Một số cặp đôi trẻ cưới nhau chỉ vì muốn được làm điều gì đó phấn khích. Họ vội vã lao vào hôn nhân và cũng rất nhanh chóng chia tay. Nhiều người muốn kết hôn chỉ vì muốn được nếm trải chuyện ấy. Một cô gái Mỹ giàu có đã trốn đi cùng với người tài xế của gia đình. Và ngay khi cảm giác phấn khích của việc chống lại ý của người cha qua đi, cô nhanh chóng bỏ người chồng mới cưới ngay sau tuần trăng mật.
Có lần, hai cặp đôi nọ đã nhờ tôi làm lễ cưới cho họ. Khi cả năm người chúng tôi cùng nhảy dù từ độ cao khoảng 5 km xong với mặt nước biển, tôi từ chối. Họ chỉ muốn cưới nhau để được nổi tiếng. Sau này, cả hai cặp nhanh chóng ly dị sau khi cơn sốt và sự hào hứng về đám cưới khác thường của họ qua đi. Tôi hỏi, tại sao phải mất công như vậy? Họ trả lời, à, chúng tôi sẵn lòng chi trả mọi thứ để được phiêu lưu mạo hiểm và lên trang nhất. Còn một lý do nữa khiến tôi từ chối làm lễ cho cả đám cưới nhảy từ máy bay này. Tôi đã trả lời họ thế này, nếu dù không mở được, tôi sẽ phải làm lễ trên thiên đường với một nếu dù không mở được tôi sẽ phải làm lễ trên thiên đường với một bộ xương nát bét. Những cô bé cậu bé cấp 3 cũng thường hay cưới nhau chỉ vì những cảm xúc bốc đồng, phấn khích tương tự. Yêu vì sự thỏa mãn giác quan, trên con đường tìm về hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn, người thực hành rất hay bị những thói quen, khao khát được thỏa mãn giác quan của mình kéo lại một cách bất ngờ. Lúc đó, tất cả những lý tưởng cao đẹp về hạnh phúc nội tại được hình dung bởi trí tuệ bên trong, bỗng nhiên trở nên trống rỗng và vô dụng. Người đó sẽ nghĩ, nếu bây giờ tôi chối bỏ niềm hạnh phúc trên tư duy của thế gian này, có đạt được gì cũng chả có giá trị nữa, cho dù tương lai có thể tốt đẹp ra sao. Người đó, trong sự ràng buộc mạnh mẽ với dục vọng của mình, lại bắt đầu nghĩ, tôi thà không tự chủ, không có khả năng cưỡng lại đam mê và để niềm hạnh phúc tâm linh bị thiêu trụi bởi ngọn lửa dục vọng, còn hơn là phải gồng mình lên từ đấu tranh nội tâm giữa lý tưởng hay sự khát khao này. Không một người thực hành tâm linh nào nên đi theo những lý lẽ bao biện như vậy. Đừng bao giờ cố gắng lừa dối tâm thức mình bằng nỗi sợ hãi, không vượt qua được cám dỗ, không đạt được trạng thái trí tuệ đầy ân phước sẽ đến sau này. Mỗi người thực hành thay vì mệt mỏi, tuyệt vọng nên cảm thấy vui vì đang trong quá trình chuyển đổi những thỏa mãn giác quan tầm thường, lấy sự thỏa mãn tột cùng của tâm hồn. Đơn giản, bạn chỉ cần nói không, đừng có biện minh cho những khát khao thể xác của mình. Chắc hẳn là bạn đang phải dùng rất nhiều lý lẽ để có thuyết phục bản thân rằng niềm vui tâm linh đáng giá hơn sự thỏa mãn thể xác rất nhiều. Điều bạn cần bây giờ là làm việc với tiềm thức của mình. Để tiến hành, bạn cần phải xác quyết thực sự mạnh mẽ. Đến lúc đó, những lý do kia không còn có khả năng tác động đến bạn nữa. Chữa lành bệnh hay ghen như thế nào? Thay vì làm tổn thương nhau bằng ngôn từ nặng nề hay giả dối, các cặp vợ chồng hãy tìm cách mang đến niềm vui cho nhau thông qua việc đối thoại chân thành, tử tế, thì hạnh phúc sẽ được tạo lập trong đời sống gia đình. Những hành động khiếm nhã chỉ mang lại tranh cãi, sự bất hòa trong nhà mà thôi. Nếu tình yêu trong hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng tâm linh, tình yêu đó sẽ không thể lâu bền. Nếu người vợ và người chồng muốn sống với nhau trong sự hòa hợp của một tình bạn lớn, cả hai phải tìm cách hỗ trợ nhau thực hành tâm linh. Các cặp đôi mới cưới thường quên mất sự thật rằng tình yêu của họ chỉ dựa trên nhu cầu ích kỷ về sự phục vụ của người kia và sợ muộn cũng đến ngày chia tay. Khi hai tâm hồn thực sự đồng điệu kết hợp lại, tình yêu lúc này được tâm linh hóa.
và hòa cùng vào tình yêu lớn bất tận của đấng tạo hóa. Tình yêu đích thực sẽ luôn chiến thắng trước sự ghen tuông. Nếu tình yêu không thể cứu vãn được mối quan hệ của bạn, đừng để con quỷ ghen tuông trong bạn trỗi dậy. Nó có thể sẽ khiến cả hai người đau khổ. Nếu người vợ của bạn muốn ra đi với người khác và bạn nói lời chia tay trong tình yêu thương rằng hãy quay lại khi em thấy ổn hơn, thì có lẽ chỉ có một tâm hồn bị lạc lối. Nhưng nếu giết hại hay nguyền rủa người vợ không chung thủy của mình, thì cả hai tâm hồn sẽ bị tha hóa. Người vợ thì kết thúc con đường thực hành tâm linh của mình, còn bạn thì phải xuống địa ngục để đền tội. Bạn có thấy sự ghen tuông ngu ngốc như thế nào chưa? Ghen tuông có thể khiến bạn giết người mình yêu, hủy diệt mọi thứ nó muốn sở hữu. Ghen chính là biểu hiện của tình yêu vị kỷ. Nếu bạn thực sự yêu một người, bạn không bao giờ có thể làm hại người đó và để họ ra đi về phía tự do đích thực. Nếu tình yêu không thể nào giữ chân người vợ chồng của bạn, thì ghen tuông lại càng không thể. Nhiều người tin rằng họ có thể kiểm soát được bạn đời của mình, không để người kia phạm sai lầm trong chuyện tình cảm, nhưng rốt cuộc chỉ giữ được thân xác người vợ chồng mình, trong khi tâm hồn họ lại đi lạc vào những con đường tâm tối. Ghen tuông chỉ sinh ra gian dối, tình yêu sẽ mang lại niềm tin. Hãy để cho người bạn đời của mình dần dần đứng lên từ sai lầm của chính họ với sự giúp đỡ của bạn, thay vì tiếp tục làm điều sai dưới lớp ngụy trang của hành vi đúng đắn. Mục tiêu cao cả của hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tâm linh có nghĩa là những người tham gia được liên kết với đấng tạo hóa, linh hồn và tâm thức. Hôn nhân không phải là quy luật do con người nghĩ ra. Chính đấng tạo hóa đã tạo ra hôn nhân với mục đích, với một mục tiêu lớn lao, và con người đã làm dùng ý nghĩa này. Việc kết hôn đồng nghĩa với việc hòa nhập của hai người về thân xác, tinh thần và tâm linh. Nếu bạn thu hút được một ai đó bằng chính phẩm chất tâm linh của mình, bạn đã tìm ra người bạn đồng hành của mình. Nếu tình yêu thông thường của một con người không đi kèm với phát triển tâm linh, nó sẽ trở thành một căn bệnh trong tâm bạn. Nếu bạn và người vợ chồng của bạn không rèn luyện tâm thức, cả hai sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Hôn nhân tâm linh có nghĩa là bạn đã gắn kết tâm hồn mình với tình yêu thương bất tận của đấng tạo hóa. Không đi cùng người, hôn nhân sẽ không bao giờ lâu bền. Mục tiêu tối thượng của hôn nhân chính là nhận ra đấng tạo hóa và hòa nhập vào người. Tuy nhiên, chân lý này đã bị lãng quên từ lâu. Khi bạn hình thành một tình bạn tâm linh với ai đó, sâu sắc đến nỗi không điều gì có thể hủy hoại được. Một sự liên kết không có chút gượng ép nào và liên tục phát triển. Bạn đã tìm được một người bạn đồng hành đích thực. Với phụ nữ, khả năng cảm nhận được bộc lộ rõ hơn. Với đàn ông, đó là khả năng lập luận. Trong đời sống hôn nhân, phụ nữ và đàn ông sẽ giúp nhau khơi gợi năng lực cảm nhận và tư duy lập luận vốn ẩn giấu trong mỗi người bấy lâu, từ đó giúp hoàn thiện lẫn nhau. Tuy nhiên, năng lực cảm nhận và tư duy lập luận này cần được cân bằng trong cả nam lẫn nữ, giống như sự mềm mại của cánh hoa và sự vững chãi của khối thép. Cả hai đều là những phẩm tính tuyệt vời. Tình yêu của đấng tạo hóa là thứ tình yêu lớn lao hơn tất cả tình yêu của các cặp đôi đã, đang và sẽ yêu cộng lại. Nếu bạn hành thiền đến độ thâm sâu, bạn sẽ chạm vào ngưỡng cửa hôn nhân đích thực.
Nếu bạn hành thiền đến độ thâm sâu, bạn sẽ chạm vào ngưỡng cửa hôn nhân đích thực, hòa nhập với đấng tạo hóa, với loài tình yêu đẹp nhất trên cõi đời này. Hãy nhớ, không có cuộc hôn nhân nào đạt được mục tiêu tối cao nếu cả người vợ và chồng không cùng nhau thực hành tâm linh hướng về đấng tạo hóa. Trong hôn nhân, tình yêu cũng có thể được tăng trưởng nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi người chồng và người vợ giúp nhau để cùng tiến bộ trong nguồn cảm hứng bất tận từ đấng tạo hóa, hôn nhân của họ sẽ trở thành cuộc hôn nhân đúng đắn và cao cả. Những ai vượt qua được những rào cản về mặt thể xác và liên tục thắt chặt mối liên kết với tình yêu trong tâm hồn sẽ đến lúc nhận thấy mình được hòa làm một với tất cả, với đấng tạo hóa. Khi tình yêu của hai người cùng cháy thành một ngọn lửa, tình yêu đó có được phẩm chất trường tồn, một cuộc hôn nhân tồn tại trong sự tự kiểm soát mỗi người và động lực tâm linh mạnh mẽ sẽ dẫn đến giải thoát, tự do thực sự cho cả hai người. Ai cũng nên biết rằng hạt giống của sự thật đã có sẵn bên trong mỗi người. Nếu bạn không thể tìm thấy một người bạn đồng hành đích thực, bạn không nhất thiết phải kết hôn. Nếu bạn đã tìm thấy chính mình, tìm thấy đấng tạo hóa, bạn không cần phải kết hôn theo kiểu thông thường nữa. So với việc bước vào một cuộc hôn nhân sai lầm, thì việc sống độc thân còn tốt hơn nhiều. Khi đó, bạn có thể chuyển hóa tình yêu trong hôn nhân thành tình yêu với cả vũ trụ, đồng thời chuyển mối quan tâm của mình từ thỏa mãn thể xác thành khao khát tâm linh. Bạn có thể sống trong sự hòa hợp giữa cảm giác và lý trí của bạn bằng cách cống hiến đời mình cho việc phụng sự con người. Khi đã có một gia đình lớn là cả thế giới, bạn có toàn quyền quên việc đi tìm xây dựng một gia đình nhỏ giới hạn của riêng mình. Đối với những người đang còn độc thân và muốn tiếp tục sống như vậy, nhiệm vụ vĩ đại nhất của chính họ chính là phụng sự nhân loại. Nếu bạn không có con, bạn có thể nhận nuôi hoặc dạy dỗ đứa con của một ai đó, sống một cuộc đời lý tưởng và gieo những mầm sống tốt đẹp vào tâm hồn chúng. Hạt giống bạn đã gieo đó là những thứ bất diệt, nhìn dưới một góc độ nào đó. Tất cả những gì bạn mang lại cuộc đời này, ví dụ những hạt giống sáng tạo, đều là con của bạn. Vì thế, hãy hoàn thành mục tiêu thực sự của đời mình. Tình dục sử dụng đúng đắn năng lượng sáng tạo, tâm linh hóa và chuyển hóa năng lượng sáng tạo. Nội dung sau đây được viết ra với một mục tiêu duy nhất là phục vụ phát triển đạo đức và sự tự kiểm soát của mỗi cá nhân, mang lại sự hòa hợp cho những cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc và ngăn chặn những cuộc hôn nhân sai lầm cũng như việc chia tay. Năng lượng sáng tạo là một sự thật của đời sống. Đây cũng là một trong những bản năng mạnh mẽ nhất và lực đẩy dữ dội nhất được tự nhiên truyền vào cơ thể con người để tối ưu khả năng duy trì nòi giống. Tuy nhiên, tự nhiên cũng sẽ trừng phạt những ai lạm dụng năng lượng này. Con người thường hay cho tình dục là một điều gì đó dơ bẩn, đen tối, và chính thái độ đó đã phủ lên nguồn năng lượng sáng tạo một màn xương u ám, mang lại không ít đau khổ về đạo đức cũng như vật chất đến cho chính con người. Tình dục cũng như tất cả mọi thứ khác đều có hai mặt, một mặt thánh thiện đúng đắn và mặt còn lại thì khiến con người chìm sâu vào ảo giác. Năng lượng sáng tạo này tập trung xung quanh các cơ quan thần kinh của bộ phận sinh dục, vốn có bản năng muốn duy trì nòi giống, vừa muốn tận hưởng về mặt thể xác. Làm dùng nguồn năng lượng sáng tạo này sẽ chỉ khiến con người chìm đắm sâu vào thế giới vật chất, phủ một lớp bùn che mờ sự sáng suốt của các giác quan. Mặt khác,
Nếu bản năng sáng tạo này được đẩy ra khỏi vùng dưới của cuộc sống và di chuyển dọc xương sống lên vị trí trung tâm giữa trán và hai chân mày, sự giác ngộ sẽ được bắt đầu. Sự giác ngộ sẽ bắt đầu được thai nghén. Các cặp vợ chồng sau khi sinh được một hoặc hai con nên học cách trao truyền cho nhau và cùng nhau sáng tạo tâm linh như vậy. Cha mẹ, nếu muốn có một đứa con tâm linh, nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhiều tháng trước thời điểm thụ thai. Khi bắt đầu nhập cuộc, tập trung vào những suy nghĩ về việc mời gọi một linh hồn thánh thiền vào nơi tinh trùng và trứng. Trong khi quan hệ, ý nghĩ này nên được tiếp tục duy trì, đặt nó ở điểm giữa hai chân mày, chỉ đạo các hoạt động sáng tạo và không nên tập trung đến những điểm khác của cơ thể, tránh việc đồng hóa hành động này với đam mê thân xác thông thường. Trong hôn nhân, việc ngoại tình xảy ra là do sự xa cách trong đời sống quan hệ vợ chồng. Sống như vậy sẽ khiến cả hai cảm thấy tẻ nhạt, chán nhau và cuối cùng là chia tay. Việc ngoại tình xuất phát từ nhu cầu chuyển hóa nguồn năng lượng sáng tạo bên trong mỗi người và giải phóng nó. Bản năng sáng tạo chính là phương tiện của tự nhiên để phục vụ mục đích duy trì nòi giống và không nên bị biến thành trò chơi của các giác quan. Vợ chồng nên nghĩ đến việc quan hệ như là sự hòa hợp giữa tự nhiên và tinh thần, giữa trí thức và cảm xúc. Sự giao thoa giữa hai người nên chủ yếu hướng về sự hòa hợp tâm linh hơn là thể xác. Trong khi đó, các cặp đôi lớn tuổi thì nên tập trung vào phần tâm linh, tự giúp nhau thanh lọc bằng tình yêu thuần khiết, thỏa mãn những nhu cầu thể xác bằng tình yêu trong tâm hồn. Tình yêu thực sự càng lớn, những thèm muốn thể chất càng giảm và ngược lại. Vợ chồng nên học cách cảm nhận tình yêu, chứ không phải là bản năng thể xác. Mỗi khi cả hai nhìn thấy nhau, nếu không, sẽ đến ngày cả hai cảm thấy đối phương nhàm chán và đôi khi là hận thù dẫn đến chia tay. Người chồng nên xem người vợ là một ngôi đền thanh tịnh tồn tại để tạo ra và nuôi dưỡng những linh hồn mới. Ngôi đền đó nên được giải phóng khỏi suy nghĩ đen tối. Phẩm chất của tâm thức lúc cha mẹ đang quan hệ chính là lực nam châm thu hút một tâm hồn đồng điệu đến với ngôi đền trong cơ thể người mẹ. Những ý nghĩ tập trung vào phương diện thể xác chỉ hấp dẫn những tâm hồn tương tự. Trong kinh Hindu, vào thời khắc giao hợp giữa tinh trùng và trứng, một dòng chảy sự sống được sản sinh, mở ra một cánh cửa cho linh hồn đi vào. Những linh hồn tốt sẽ không đi vào cánh cửa sự sống này nếu như sự rung động được người cha và mẹ tạo ra lúc ở tần số thấp, ảnh hưởng nhiều bởi dục vọng. Những linh hồn này sẽ đợi một cánh cửa tốt hơn được mở ra thay vì vội vàng tái sinh vào một nơi không tốt. Vì vậy, cả vợ lẫn chồng đều nên ghi nhớ hợp tác với nhau về mặt tâm linh, tâm lý cũng như thể chất để mời gọi một linh hồn thiền lành vào trong tế bào mà cả hai sắp sửa tạo ra. Các cặp vợ chồng nên tìm cách thu hút những linh hồn như thế đến làm con của mình. Quá chú trọng đến những cảm xúc thể xác là bạn đã mất đi những niềm vui tinh tế khác trong đời. Sự hào hứng nhất thời của việc giao thoa thể xác không thể nào so sánh được với cảm giác được ban phước khi bạn hưởng được nguồn năng lượng sáng tạo từ dưới đột sống lên trên não, nhằm mục đích kiến tạo những phẩm tính tâm linh và trí tuệ như tình yêu thương, khả năng suy xét, sự bình tĩnh tuyệt đối, khả năng đồng cảm, lòng quyết tâm, sự nhiệt huyết, bình tĩnh và giác ngộ.
trong đời sống hôn nhân, hãy tôn trọng và bao dung quan điểm riêng về hạnh phúc của nhau. Các cặp vợ chồng nên tránh việc bày tỏ ý kiến trái chiều với nhau trước mặt người khác hay tranh cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Đồng thời, cả hai không bao giờ nên thảo luận về những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân của mình với người khác. Tình yêu không thể bị ép buộc mà chỉ nên nhận được từ người khác như một món quà quý giá. Tình yêu sẽ lớn lên trong sự bao dung, tha thứ và tin tưởng. Đồng thời sẽ bị phá hủy bởi ghen tuông. Tình yêu sống trong sự gần gũi và ngủ quên khi cả hai dần trở nên xa lạ. Vợ và chồng cần phải chung thủy với nhau và tìm cách khiến cho đối phương hạnh phúc. Một người vợ có thực hành tâm linh không nên từ bỏ người chồng thường nhân của mình. Và tương tự đối với một người chồng thực hành tâm linh và một người vợ bình thường. Trong trường hợp này, họ nên cố gắng trong điều kiện có thể tác động và giúp đỡ lẫn nhau. Cách điều hướng nguồn năng lượng sáng tạo. Nhu cầu tình dục là một điều hoàn toàn tự nhiên và không có gì là lỗi lầm sai trái cả. Những người không có khả năng kiểm soát nguồn năng lượng tự nhiên ngoài mục đích duy trì nòi giống thường bị xã hội lên án, nhưng lại không có ai dạy họ cách điều phối, chuyển hóa bản năng thay vì bị chúng chi phối. Dù cho có làm một học giả uyên thâm hay một nhà khoa học lâu năm về cơ thể người, bạn cũng không thể nào kiểm soát được bản năng này. Dưới đây là vài phương pháp hỗ trợ việc tự kiểm soát. 1. Ăn ít thịt hoặc kiêng thịt hoàn toàn nếu có thể. Thay vào đó, ăn nhiều rau sống, trái cây, đậu hạt và các nguồn thức ăn thay thế thịt khác. 2. Hiểu rõ rằng năng lượng sáng tạo có thể sử dụng vào 4 mục đích. 1. Giải phóng thông qua quan hệ tình dục. Điều này sẽ khiến cơ thể và tâm trí suy yếu, gây ra một số loại bệnh khác nhau. 3. 2. Sử dụng vào mục đích sinh sản, tạo ra một con người mới. 3. Sử dụng để tạo ra một kết quả tâm linh cũng như là trí tuệ hay sự thông thái bằng việc thúc đẩy và chuyển hóa năng lượng này thành năng lượng ý thức. Bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng này vào công việc như sáng tác nghệ thuật, phát minh, kinh doanh hay viết lách, miễn là bạn cảm thấy thú vị và hứng khởi. Bằng cách này, dòng năng lượng sáng tạo sẽ được truyền lên não. 4. Bạn cũng có thể giải phóng năng lượng này thông qua các hoạt động thể thao hay các bài tập thể chất. Rồi, ba lớn. Dẫn năng lượng tập trung ở bộ phận sinh dục về phía vùng thùy não bằng các bài tập thở. Tập trung hoàn toàn tâm trí của bạn vào vùng bộ phận sinh dục, hít vào thật sâu và thật chậm. Tưởng tượng rằng hơi thở của bạn đang bắt đầu từ chính khu vực đó. Tiếp tục tưởng tượng bạn đang điều phối dòng năng lượng đang từ trên xuống, chuyển nó chạy ngược lên trên, sau đó thở ra. Tưởng tượng hơi thở chạy từ bên ngoài vào bộ phận sinh dục, rồi từ đó chạy dọc sống lưng, chạy lên đến điểm giữa hai chân mày, giữa hơi thở và tâm trí của bạn ngay tại ngay điểm đó. Đếm thầm từ 1 đến 25, có thể lâu hơn, và nghĩ rằng bạn đang hấp thụ tất cả các khát khao tình dục của mình khi dòng năng lượng sống chạy đến điểm tiếp nhận năng lượng ở thùy não và ở giữa hai chân mày. Sau đó thở ra và thư giãn, giải phóng chính mình khỏi sự chi phối của khát khao thể xác. Lặp lại bài tập này 3 lần giữa hai mắt nhắm. Trong lúc thư giãn, nghĩ đến việc bản năng tình dục đã được loại trừ ra khỏi cơ thể,
Với bài tập này, đừng nên tự tập một mình. Những bài tập này được trích ra từ bộ kinh cổ của Ấn Độ. Đúng như lời khuyên, đừng tự tập một mình bài này, thật nguy hiểm. Lời khuyên dành cho những ai đã kết hôn và chưa kết hôn. 1. Nhận ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tâm thức lên cơ thể. Những ý nghĩ về việc quan hệ tình dục nên bị loại bỏ dần ra khỏi tâm trước tiên bằng việc hướng suy nghĩ của mình đến những điều thú vị khác. 2. Năng lượng tình dục nên được điều hướng bằng tâm lý trước, rồi mới đến thể xác. Tác động đến nguồn năng lượng này nên đến từ cả hai, bên trong và bên ngoài. 3. Tránh xa những việc có thể khiến kích động năng lượng tình dục, ví dụ như nhìn hay động chạm. 4. Tránh việc đi quá xa hoặc bàn luận về những câu chuyện tình dục. Hãy lờ đi khi có ai đó kể một chuyện đen tối. Đừng bao giờ nuôi dưỡng bản năng sáng tạo bằng những ý nghĩ bày bà một cách vô thức. 5. Hãy thử tìm hiểu về triết lý của các tế bào tình dục bằng việc đọc một cuốn sách y học căn bản. 6. Các cậu bé và các cô bé, đàn ông và phụ nữ nên giao tiếp với nhau bằng những suy nghĩ đơn giản và tình bạn trong sáng, dẹp bỏ những ý nghĩ về thể xác. 7. Những ai đã kết hôn chỉ nên khiêu vũ với vợ, chồng mình. 8. Sự kiểm soát kết hợp từ việc nghiêm khắc với bản thân và hoàn toàn làm chủ nguồn năng lượng sáng tạo sẽ giúp đánh thức được sức mạnh của những phẩm chất tâm linh bên trong. Thực tế, đây là mục tiêu cao nhất cần hướng đến. Hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để phục vụ các linh hồn hòa nhập với nhau về mặt tâm linh chứ không phải thể xác. 9. Những người chưa kết hôn có khả năng giữ mình, không bao giờ quan hệ trước hôn nhân, có thể tự tạo cho mình một nguồn từ tính mạnh mẽ, giúp thu hút một người bạn đời đích thực nếu như họ muốn kết hôn. Những trường hợp ngược lại sẽ thu hút những người bạn không tốt đẹp do ảnh hưởng của bản năng tình dục. Từ tính xuất phát từ tâm linh, nếu bị đánh mất trong đời sống hôn nhân sai lầm hoặc trong đời sống độc thân như quan hệ bừa bãi, có thể được tái lập lại thông qua các bài tập năng lượng và hành thiền. Chú thích: Yogananda đã tạo ra một hệ thống bài tập năng lượng hỗ trợ nạp lại những nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể. Để có thể thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ nhà xuất bản hoặc tìm đọc cuốn Sức khỏe không tự đến, bệnh tật không tự đi của tác giả. Hết chú thích. 10. Những người chưa kết hôn có thể hợp nhất năng lượng sáng tạo với năng lượng linh hồn. Linh hồn bên trong bằng con đường tâm linh, thông qua việc học đúng phương pháp thiền và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Những người này có thể không phải kết hôn với ai nếu như họ học cách hòa hợp, cân bằng được năng lượng âm và năng lượng dương trong cơ thể. Trong quá trình tìm kiếm bạn đời, những người còn độc thân không nên hoàn toàn dựa vào nhận định của chính mình mà nên tham khảo ý kiến của cha mẹ và quan trọng nhất là những người có trí tuệ tâm linh sâu sắc. Sự thụ thai, linh hồn đi vào cơ thể vào đúng thời khắc diễn ra sự thụ thai. Khi tinh trùng và trứng gặp nhau, sẽ có một tia sáng lóe lên trong thế giới linh hồn. Ở thế giới này, các linh hồn đã sẵn sàng cho việc tái sinh. Nếu cảm thấy đồng cảm được với tia sáng kia, sẽ nhanh chóng chui vào. Đôi khi có hai linh hồn hoặc nhiều hơn đi vào cùng lúc, và thế là người phụ nữ sẽ sinh đôi, sinh ba, thậm chí nhiều hơn nữa. Vì vậy, điểm mấu chốt là hãy quan hệ với nhau khi tâm trí đang sáng suốt, tích cực.
tia sáng lóe lên trong thế giới linh hồn, thể hiện trạng thái tâm linh của cặp vợ chồng, đặc biệt là vào thời điểm xảy ra sự hòa hợp thân xác. Cha mẹ và con cái. Tình yêu giữa cha mẹ và con cái, đấng tạo hóa, chính là một dạng tình yêu lớn, hoàn hảo. Con người được hình thành theo đặc điểm của người, cũng chính là một dạng hiện thân của tình yêu. Chúng ta chính là những đứa con của tạo hóa, và cho dù có những người con hư hỏng, người vẫn giữ một sự kết nối chặt chẽ với chúng thông qua sợi dây vô hình của tình yêu thương. Từ đó có thể dần dần kéo từng đứa con trở về. Khi một người ích kỷ và tham lam, hắn đã tự đẩy mình ra xa đấng tạo hóa. Khi một người biết yêu thương chân thành và trong sáng, tự động hắn sẽ được hỗ trợ bởi tiềm thức, được tình yêu vô tình, vô hình dẫn về bên đấng tạo hóa. Mặc dù người gửi những đứa con phàm tục của mình đi xa, nhưng những cánh đồng tình yêu của người vẫn luôn rộng mở, sẵn sàng chào đón tất cả trở về, hòa nhập vào bản tính hoàn hảo của ngôi nhà đích thực. Đấng tạo hóa cũng đã nhìn thấy trước rằng, khi được tự do về mặt ý chí, con người sẽ làm dùng nó. Vì thế, người đã quyết định trở thành cha của tất cả để bảo vệ con mình mỗi khi nó lạc lối hay phạm sai lầm. Cảm thấy chưa đủ, người còn trở thành mẹ, sở hữu tình yêu thương vô điều kiện dành cho những đứa con hư hỏng, giúp chúng trở về nhà trong sự bao dung thuần khiết. Với các cặp vợ chồng, người cũng hiện thân thành con cái của họ để giúp họ thanh tịnh hóa tình yêu gia đình và giải phóng tình yêu đó ra khỏi những rào cản của sự ích kỷ bên trong. Tình yêu bất tận được nhân rộng khi lan truyền từ hai trái tim hòa làm một sang trái tim thứ ba, trái tim của người con. Tất nhiên điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều phải kết hôn để có thể biến tình yêu phàm trần của mình thành tình yêu thiêng liêng hoàn hảo. Tình yêu phàm trần có thể được chuyển hóa thành tình yêu thiêng liêng khi một người quyết định gắn bó cả đời mình với linh thánh thông qua hoạt động thiền tập. Tâm hồn thực sự yêu thích việc hành thiền vì thông qua đó nó tìm được niềm vui lớn nhất của mình, tiếp xúc với tình yêu của linh thánh. Tất cả mọi người nếu thực tập thiền một cách đúng đắn và nghiêm túc sẽ đi đến được điểm cuối, hòa mình vào tình yêu trong trẻo thiêng liêng đó. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.